Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi khát khao, tôi mong mỏi rằng quý vị và các bạn phải hiểu về bản chất của một vấn đề. Và tôi quyết định làm 10 video liên quan đến việc vay tiền ký hợp đồng chuyển nhượng. Tôi sẽ làm 10 video vay tiền ký hợp đồng chuyển nhượng. Nếu quý vị và các bạn không biết, quý vị và các bạn sẽ mất nhà, mất cửa. Quý vị và các bạn sẽ lâm vào những tình trạng rất là nguy hại. Thưa quý vị và các bạn, tôi là một luật sư hành nghề hơn 10 năm. Tôi hiểu được giá trị của đồng tiền. Tôi hiểu được rằng tính pháp lý của một hồ sơ nếu trong trường hợp bút sa và gà chết. Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn với hai nội dung. Nội dung thứ nhất, tôi kể cho quý vị và các bạn nghe câu chuyện pháp lý của văn phòng tôi. Nội dung thứ hai, tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe mình phải làm như thế nào vay tiền ký chuyển nhượng. Tôi sẽ làm 10 video, đau lắm quý vị và các bạn. Câu chuyện của tôi như thế này. Một người do khó khăn cần tiền để đưa con đi xuất khẩu lao động, và họ cần một cái số tiền là 200 triệu đồng để đưa con đi xuất khẩu lao động. Con thì đã ghi danh học, đã đậu được cái trường để có đủ chức năng đưa xuất khẩu lao động. Nhưng vấn đề là tiền đâu ra để đưa những đứa con này đi đến Nhật. Vất vả quá, không biết như thế nào. Thông qua người quen, họ đã đến một cái công ty dịch vụ nhà đất. Công ty dịch vụ nhà đất nói rằng tôi sẽ cho chị vay số tiền 200 triệu với lãi suất bao nhiêu đó, rất cao. Đổi lại, chị phải có một cái giấy tờ nhà đất nào đó để đỏ cho chúng tôi làm tin. Thỏa thuận mà quý vị và các bạn. Chị này không có tiền, chị về, quay về nhà mượn mẹ của mình một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và mẹ mình đã đến, ngoài cái việc ký hợp đồng tay là giấy vay tiền với thỏa thuận lãi suất là bao nhiêu phần trăm đó. Bên cạnh cùng ngày đó là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bà ngoại đứng tên chuyển nhượng toàn bộ một cái thửa đất hơn mấy ngàn mét. Quý vị và các bạn ạ, hơn mấy ngàn mét. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại đã tới tháng thứ 11. Nhưng sau khi chị này đã nhận cái số tiền từ công ty dịch vụ 200 triệu, trả lãi suất hàng tháng đầy đủ, tại các bên thỏa thuận trong thời hạn nào đó, 1 năm, 2 năm, khi mà con tôi đi xuất khẩu lao động về, thì con tôi sẽ trả hết lại, trả lại cái gốc lãi suất tôi trả. Thỏa thuận thế cơ mà, nó chỉ là hợp đồng vay tiền thế chấp quyền sử dụng đất. Đúng về bản chất, lãi suất do các bên tự thỏa thuận. Tuy nhiên công việc nó không phải như vậy. Bản đi tháng thứ 3 thì có người đến xem cái quyền sử dụng đất, xem cái cục đất, hỏi ra mới biết là miếng đất này đã sang tên đăng bộ. Thì cái người mẹ có con đi xuất khẩu lao động, họ mới lại cái công ty. Thì họ bảo rằng là thôi bây giờ có đủ số tiền 200 triệu đến đây đi, rồi tôi sẽ thối lại tiền và trả lại. Tuy nhiên quý vị và các bạn biết không, họ phải chạy vậy để đầu này đầu kia đủ. Thì thôi, đó là thỏa thuận 200 triệu thời đoạn nào trả cái gốc được thì lãi suất được, trả lại giấy tờ. Tuy nhiên khi mang cái giấy số tiền cùng với số tiền lãi đầy đủ đến, thì cái công ty dịch vụ nói rằng là bây giờ phải tới số tiền rất là to. Thưa quý vị và các bạn, tôi chỉ khoanh vùng lại khả năng mất đất, mất nhà là có thật. Nếu giá
thị trường của vài mét vuông ngàn đất này nó lên tới con số vài tỷ. Thì khi ký hợp đồng chuyển nhượng, khi ký hợp đồng vay tiền, các bên chỉ thỏa thuận với cái số tiền là 200 triệu. Thì các bạn có thể đặt trên một cái bàn cân. Hôm nay chỉ dừng lại đó, tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một cái loạt playlist số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 cho tới số 10 để quý vị và các bạn, những người xem video chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, hiểu thế nào là hợp đồng vay tiền ký chuyển nhượng. Chúng ta phải có những cái cơ sở để khi chúng ta ra tòa chúng ta phát hiện được đây là hợp đồng vay tiền, tòa ơi. Chính xác đây là hợp đồng vay tiền, tòa ơi và tòa ơi, cứu em với, đây là hợp đồng vay tiền. Em chấp nhận trả gốc, em chấp nhận trả lãi chứ em không mua bán chuyển nhượng, tòa ơi. Thưa quý vị và các bạn, về mặt bản chất, đây là nội dung thứ hai tôi muốn tư vấn đến quý vị và các bạn. Bản chất của hợp đồng vay tiền, vay thì các bên theo hợp đồng dân sự vay là chúng hai bên thỏa thuận về cái số tiền vay, thời điểm vay, thời hạn trả lãi, lãi suất nếu có. Ví dụ như tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn, đây là hợp đồng vay tiền. Tôi không có khó khăn, tôi vay của ông A với một cái số tiền là 100 triệu. Tôi thỏa thuận với ông A là lãi suất 5% một tháng. Tôi thỏa thuận thời hạn trả là 2 năm. Cứ đến định kỳ một tháng tôi trả ông A là 5 triệu đồng. 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu. Các bên, nếu trong trường hợp các bên tự thỏa thuận, các bên thấy rằng cái việc đó là phù hợp thì các bên tự thỏa thuận, tôi không đề cập. Nhưng cái đau nhất của cái hồ sơ của tôi rằng giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thời điểm này là vài tỷ đồng. Tuy nhiên cái việc cho vay chỉ là 200 triệu. Đau cũng một cái nỗi đau của một cái hồ sơ. Về mặt bản chất nha quý vị và các bạn, hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận của các bên. Theo đó bên cho vay đưa cho bên vay vay một khoản tiền và sẽ hoàn trả lại trong một thời hạn nhất định và lãi suất nếu có. Thì chế định vay nó chỉ có như vậy thôi. Và trong thực tế thì các bên có những cái hình thức như là hội nè, họ bêu phường, nó cũng là một cái hình thức giúp đỡ nhau khi khó khăn. Tôi cần một cái số tiền nhưng hiện tại tôi không có, tôi hốt hội trước, tôi sẽ trả lại, đóng tiền hội chết. Tôi mượn người thân của mình, lãi suất thì khó quá, tôi mượn người ngoài, tôi thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì thế chấp giấy tờ nhà. Tuy nhiên tôi không bán nhà. Vậy thì quý vị và các bạn nên làm hai hợp đồng song song. Một cái hợp đồng song song là giấy vay tiền và một cái là chuyển nhượng quyền sử dụng đất, để quý vị và các bạn không rơi vào trường hợp mất nhà, mất cửa, mất đất. Về mặt bản chất của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận của các bên. Bên đó, bên chuyển nhượng chuyển nhận một số tiền, những cái chi phí phát sinh, và việc chuyển nhượng này đã thực hiện tại phòng công chứng và các bên giao cho nhau những cái điều kiện, phương thức thanh toán, thời hạn chuyển giao nhà đất, thuế, tất tần tật những loại đó. Về mặt bản chất, một cái hợp đồng mà núp sau cái hợp đồng vay tiền và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, về mặt bản chất nó khác nhau hoàn toàn quý vị và các bạn. Hiện tại, cho đến hiện tại rất khó, khó lắm, luật sư có nói. Nhưng với một cái tính chất của một cái nghề, tôi chỉ phân tích cho quý vị và các bạn. Có thể một số anh chị em là những người
cho vay, ký hợp đồng chuyển nhượng đến văn phòng tôi vẫn nhận. Vì đó họ cho rằng về mặt bản chất họ cho vay phải làm thế, buộc phải làm thế để tránh, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, để khi khởi kiện ở tòa, để có những cái cơ sở pháp lý tránh đến thời hạn trả nợ mình không trả. Thưa quý vị và các bạn, đây là video số 1 tôi nói về việc vay tiền ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, với tha thiết, với mong mỏi, với khát khao rằng các bạn phải biết khi các bạn đi vay tiền, các bạn phải biết khi các bạn cho vay tiền, để tránh những trường hợp mình nghĩ và pháp luật là hai cái hoàn toàn khác nhau. Video này gửi đến tặng quý vị như một món quà. Nếu quý vị và các bạn, những ai đó đang rơi vào trường hợp cần một số những cái câu hỏi, thì hãy đưa cho tôi những câu hỏi thực tế, để thông qua video này tôi sẽ giúp quý vị và các bạn, không phải giúp đâu, giúp và nhân rộng mô hình này ra, để quý vị và các bạn hiểu được bản chất của hợp đồng vay tiền ký chuyển nhượng. Chúng ta đặt bút ký và chúng ta không mất nhà, chúng ta sẽ trả số tiền đúng về mặt bản chất ban đầu, vay tiền có lãi suất, trả lãi suất đúng hạn, đúng thời điểm. Và trở lại bản chất là hợp đồng vay tiền ký chuyển nhượng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe cho đến thời gian này.